Chiều ngày 23 tháng 5, Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hỗ trợ đảm bảo các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Đồng chí Lê Chí Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện dự và chủ trì hội nghị. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 sẽ chính thức diễn ra trong 3 ngày, 26, 27 và ngày 28 tháng 6 năm 2024 với 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, 1 bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên gồm các môn thi thành phần Vật lý, Hóa học, Sinh học, 1 bài thi tổ hợp khoa học xã hội gồm các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân. Trên địa bàn huyện có 4 điểm thi gồm điểm thi tại trường Trung học phổ thông Tân Lạc, Trung học phổ thông Mường Bi, Trung học phổ thông Đoàn Kết và điểm thi tại trường Trung học phổ thông Lũng Vân với 37 phòng thi chính thức, có 884 thí sinh dự thi. Trong đó 739 thí sinh đang theo học trung học phổ thông, 70 thí sinh giáo dục thường xuyên, 36 thí sinh dân tộc nội trú và 39 thí sinh tự do. Theo báo cáo của các nhà trường, đến thời điểm này, các nhà trường đã và đang tổ chức tốt việc ôn tập, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất như bàn ghế, phòng thi, phòng làm việc của hội đồng, tủ đựng đề thi, bài thi, camera giám sát, phòng thi dự phòng, đồng thời chủ động bố trí nơi ăn, nghỉ cho lãnh đạo hội đồng thi, cán bộ giám thị về làm nhiệm vụ theo đúng quy chế. Tại hội nghị, trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các đại biểu tham dự hội nghị đã tham gia đóng góp các ý kiến nhằm chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho kỳ thi sắp tới. Trong đó, tập trung rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị tại điểm thi, phương án bảo đảm nguồn điện, thông tin liên lạc, công tác đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, phòng chống lũ bão. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Chí Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện nhấn mạnh, việc tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 sắp tới đây là nhiệm vụ rất quan trọng. Để kỳ thi diễn ra đảm bảo an toàn, nghiêm túc, các cơ quan đơn vị theo chức năng nhiệm vụ phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ thi, đồng thời chuẩn bị các phương án sẵn sàng chủ động ứng phó kịp thời, hiệu quả khi có những tình huống bất lợi xảy ra, đảm bảo cho kỳ thi diễn ra thành công và đạt kết quả cao nhất.